Tôi dùng cây dây thì canh để điều trị bệnh tiểu đường huyết mai đã gần một năm nay. Kết quả đường huyết rất là ổn định, nhưng hiện nay tuần hoàn máu của tôi rất là kém và mỡ máu cao. Vì vậy tôi muốn sử dụng kết hợp thêm trà giảo cổ lam. Xin hỏi là sử dụng dây thì canh lâu dài thì có làm hạ huyết áp và dẫn đến tuần hoàn máu kém hay không ạ? Và kết hợp sử dụng thêm trà giảo cổ lam để điều chỉnh tuần hoàn máu thì có tốt lên hay không? Rất mong nhận được sự tư vấn từ nhà thuốc, tôi thành thật cảm ơn. Chào bạn, tôi xin phép được trả lời câu hỏi này như sau. Bạn đã sử dụng dây thì canh được gần 1 năm và cho kết quả là ổn định đường huyết rất là tốt. Và đây là một tin vui rất là đáng mừng. Và bạn cũng nên tiếp tục sử dụng dây thì canh trong thời gian tới. Để điều trị chứng mỡ máu và tuần hoàn máu kém thì bạn nên sử dụng thêm trà giảo cổ lam thì sẽ có tác dụng rất là tốt. Bởi vì trà giảo cổ lam là một trong những vị thuốc có tác dụng hoạt huyết rất là mạnh. Và đây cũng là một vị thuốc có tác dụng điều trị bệnh mỡ máu cao rất là hay. Hơn thế nữa thì trà giảo cổ lam và dây thì canh lại không kiện nhau, nên bạn có thể kết hợp dùng chung hai vị thuốc trên được bình thường. Liều dùng kết hợp là dây thì canh 25g, giảo cổ lam 30g, đun với 1 lít nước và uống hết trong ngày. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn, mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn.